Thưa quý vị, theo một nghiên cứu thị trường về thói quen tiêu dùng của phụ nữ Việt Nam về mỹ phẩm, thì trong một tháng, phụ nữ Việt tiêu xài trung bình khoảng 140.000 đồng cho mỹ phẩm. Con số này là thấp hơn từ 4 tới 5 lần so với những nước khác trong khu vực. Và hình thức tìm kiếm thông tin để mua bán mỹ phẩm chính có hai hình thức, đó là qua bạn bè và qua các website. Có thể thấy là kênh thông tin không chính thống dựa trên những kinh nghiệm mọc rỉ tay nhau lại được tin tưởng nhiều hơn. Và cũng từ đó, đẹp hơn đâu thì chưa thấy, chỉ thấy là nhiều cô gái trẻ đã phải cay đắng chấp nhận nhan sắc của mình bị tàn phá chỉ vì những lời quảng cáo có tác dụng siêu tốc. Thì bẩm sinh mình là da mình đã hơi ngăm đen rồi, thì mình trước giờ mình rất muốn là được trắng, da mình muốn trắng hơn một tí. Thì đọc như mình lướt web thì trên những cái trang online nó bán rất là nhiều cái dạng mà kem tắm trắng mà thời gian bảo đảm là chỉ còn trong vòng một tuần thì trắng liền, với lại cái giá là nó cũng không có mắc nữa, cỡ 5-6 ngày thì là nó có trắng, mình cảm nhận thì thấy trắng hơn được một tí, thì nhưng mà sau đó thì trời ơi, nó nổi mụn lên, mụn về, mụn mảng, làm mình rất là tự ti luôn. Từ đó mình chỉ là muốn ở nhà, không muốn đi đâu hết á. Khi mà có việc cần đi học đi làm hay gì là cứ phải đeo khẩu trang rồi đội nón sùm sụp vậy đó, mới đi, không có dám đi đâu hết á. Không có bất kỳ sự đảm bảo nào từ các chuyên gia y tế. Sản phẩm cũng không hề có thông tin về cơ sở sản xuất, thành phần. Thế nhưng lại luôn được người bán cam kết tuyệt đối về chất lượng. Không chỉ trên mạng, các quầy bán mỹ phẩm tại chợ cũng tràn lan những sản phẩm làm đẹp siêu tốc. Không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào từ bác sĩ, chỉ cần ai có nhu cầu cũng có thể dễ dàng mua được. Cái này thì bao nhiêu một hũ cô? 60.000 đồng. Nhưng theo giá niêm yết tại chính đơn vị sản xuất, thì sản phẩm này có giá gần 140.000 đồng. Giá rẻ hơn gấp đôi, và chất lượng của những mặt hàng này thì cũng không ai đảm bảo. Sai thì vẫn cứ sai, nhưng nhiều người không biết họ đang tự giết chết làn da của chính mình.